Hai mọi người, Khắc Công đây. Tiếp tục series chuyện cười của Khắc Công. Những câu chuyện bởi tác giả Emma nhé. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thằng bé cuối xóm tự dưng đi về ngang nhà nội. Nó cứ đứng ngoài cổng nhìn chằm chằm vào nhà. Cả gương mặt nó trông rất khó chịu, uất ức. Mẹ nó bỗng bồng lên thì nó khóc dãy đành đạch. Bà nội bèn ra hỏi: "Đừng sợ, có phải cháu thấy gì lạ trong nhà đúng không?" Nó gật đầu chỉ thẳng vô mặt ông nội: "Ông này hôm qua giật cái bong bóng của con, nhìn kìa, kia kìa, cái bong bóng còn treo ngay cửa nhà nè. Vậy mà ông tao nói bóng đó do người ta tiếp thị cháo dinh dưỡng phát cho, nên ông xin một quả về cho bà." Hảo ông nội giật đồ của trẻ con. Câu chuyện thứ hai. Chị họ kể với nội: "Quê bạn chị ma ghê lắm, có mỗi cái đầu với cái chùm ruột bay lủng lẳng hay đi kiếm ăn buổi tối. Người dân ở đó phải làm hàng rào kẽm cao để con ma nó bị vướng ruột vào đó rồi chết khô." Ông nội nghe nửa chừng sợ quá nên không cho chị kể nữa. Tối đó con ma ở nhà nó kéo tóc chị, nhưng chị ngủ say không dậy. Nó leo lên bụng bà, ngồi tới rạng sáng miệng cứ kêu: "Ông ngủ rồi, kể con ma đó tiếp đi, kể nhanh đi, trời sắp sáng rồi." Ôi, con ma nhiều chuyện, đẳng cấp con ma. Con ma hài hước với tôi luôn. Câu chuyện thứ ba. Nửa đêm ngồi trước gương, thắp sáng ngọn đèn cầy, cầm dao thật sắc, gọt vỏ một quả táo theo hình tròn, đừng để dây vỏ táo bị đứt đoạn. Bạn sẽ thấy người bạn đời, tương lai của mình trong gương. Không biết ai dạy mà chị họ tao làm vậy đó. Kết quả là thấy một con ma nam, mặt mũi sưng vù như đầu heo. Bà sợ quá úp tấm gương đi ngủ luôn. Đêm đó con ma ở nhà dặn cho bà chị mấy bạt tai: "Nhìn cho kỹ đi, cái thằng mày thấy trong gương là bị tao đánh đó. Sau này mày còn bày trò ngu mở đường dẫn lối vô nhà cho ma, tao vặn cái họng mày." Mà chị này công nhận có nhiều trò ngu thật. Câu chuyện thứ tư. Xóm tao có bà chín hủ tiếu. Tại tên thiệt bả vậy chứ không có gì đặc biệt. 10 giờ đêm còn đạp xe đi đâu, rồi về tới ruộng nhà nội bị tuột xích. Bà leo xuống xe ráng kéo cái dây sên lại. Con ma nhà nội gấp gáp quá, không nể nang, nó hiện ra la làng với bả: "Bà leo lên đi, tôi đẩy, leo nhanh lên. Khúc này ma cỏ nhiều, bà ngồi một hồi con ma ngoài gốc đa đầu làng, nó vô bây giờ, leo lên lẹ đi, rồi tôi đẩy." Rồi cũng đẩy á, mà người ta đẩy cái băng ca đưa bà chín lên xe cấp cứu, đi thẳng ra bệnh viện huyện. Nghe nói bà sợ đứng cả tim, thở không được. Câu chuyện thứ năm. Mưa đầu mùa tầm tã, đến nửa đêm, sét đánh thẳng xuống bụi chuối chỗ con ma hay ở. Kẻ mà cay khóe mắt, biết là sẽ có lúc nó đi, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đi theo cách đó. Bà nội nước mắt chảy dài. Tới ông nội không ưa con ma nhưng vẫn cay khóe mắt. Mà tiếc thương thì là vậy, chứ nửa đêm buồn ngủ gần chết, ngủ cái đã, sáng dậy khóc lóc tiếp. Đang ngủ say thì con ma nó khều nhẹ: "Ý là nãy giờ khóc thương tao bị sét đánh hả?" "Không đâu, tao lớn rồi, mưa gió vô nhà ngồi, đầu giường khuya giờ, chứ ngồi ngoài bụi chuối chi tao."
Thương tao, vậy mai cũng con gà xã giao đi. Câu chuyện thứ bảy. Anh hai với chị họ là một cặp bài trùng, chơi ngu, luôn có nhau. Bữa trước thì hai người dắt nhau ra đầu xóm chơi ma lon với tụi con nít. Không biết có bị cái lon dí thiệt không, mà hai người lôi nhau vừa chạy vừa cười ha há, vang vọng xóm làng, rồi vấp té cắm đầu xuống ruộng. Bữa sau thì ra đầu làng kiếm con ma gốc đa. Xui sao bữa đó con ma đó đi tắm chưa vô nên không gặp được. Tới bữa thứ ba thì hai đứa ra chuồng heo nhà nội ngủ rồi hát bài hồn ái hồn ai. Tới nửa đêm người ta đi ngủ hết, còn hai đứa bị con ma hành trèo lên tụt xuống cây chuối tới sáng. Con ma đi gội đầu đi tắm. Câu chuyện nó hài hước thì thôi luôn. Câu chuyện thứ tám. Ông nội suốt ngày 3 ngày từ sáng đến tối nghe duy nhất một bài "Đừng bỏ em một mình" của cô Lệ Thu. Tôi không biết ông nghe có hiểu lời không, nhưng ông khen bài hát thật lãng mạn. Con cháu trong nhà đâu ai dám nhắc nhở, suốt 3 ngày bị tra tấn, con ma nhà tao nó phải chui vào mộng của ông nhẹ nhàng đàm phán. Tôi không có gì trao đổi với ông, tôi có thể nhường ông phần trôi nước cũng của mình. Ông hãy nghỉ mệt một ngày, đừng nghe bài đó nữa. Tôi là ma mà nghe bài đó riết còn sợ. Vậy nghe, mai đừng mở nữa. Tôi còn nói nhỏ nhẹ vậy là còn tử tế đó. Chúc ngủ ngon. Con ma rất là văn minh tử tế nha các bạn. Úi giời. Câu chuyện thứ 9. Vườn chuối nhà nội có con ma thân thiện thì ai cũng biết, nhưng cuối xóm còn một cái vườn chuối hoang to gấp đôi. Người đi ruộng vô đó nghỉ trưa bị ma nhát chạy bỏ dép. Nhiều lần bị nhát người ta ghét nên kêu thầy trục, không biết cho địa chỉ kiểu gì. Ông thầy hỏi đường đến chỗ ma vườn chuối, làng xóm chỉ tới nhà nội. Ông thầy đi một mạch vô vườn gọi hồn. Lúc đó con ma chưng hửng, là sao, ai làm gì, mắc gì chọc tao không? Còn ông bà nội mỗi người bưng một tô cơm đang ăn dở đi theo sau lưng ông thầy ra vườn mà hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì. Con ma tốt bị trộm oan. Câu chuyện thứ 10, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay trong video lần này. Ngày anh hai bị bồ đá đến sớm quá, chắc cay lắm, tại đêm nào cũng trốn ra chuồng heo vừa khóc vừa uống bia. Nội biết mà nội sợ an ủi không khéo ổng lại buồn thêm. Tối nào nội cũng nướng sẵn vài con mực để đó, khuya có cái ổng gặm với bia. Cả tuần sau tự nhiên ổng vực dậy tinh thần, nhờ phước con ma ở nhà nó đi đè hết cái xóm rồi nói thằng cháu ông bà năm bị bồ bỏ, đêm nào cũng ngồi khóc ngoài chuồng heo, không tin đêm mai qua rào đứng thấy liền, rồi coi mặt mũi bỏ đi đâu cho hết. Anh hai đi tới đầu làng xóm làng chật lưỡi thương hại tới đó. Ôi, còn mai nhiều chuyện. Bye bye mọi người nhé. Ôi, không thể thấm được cái sự hài hước của những câu chuyện của Emma. Quá nhiều sự hài hước ở đây. Bye bye. Hẹn gặp lại.